Sắp tới đây, bộ phim John Wick đình đám sẽ ra rạp trên toàn thế giới. Đặc biệt, sự xuất hiện lần này của Trần Tử Đan mang đến nhiều hy vọng cho bộ phim khi anh là một diễn viên võ thuật nổi tiếng. Thế nhưng, trong quá trình quay phim, một vài mâu thuẫn nảy sinh liên quan đến kịch bản giữa anh và đạo diễn. Bên cạnh đó, thì một bộ phận người Việt Nam cho rằng sẽ khó mà xem được phim John Wick 4 vì có sự xuất hiện của Trần Tử Đan và tốt nhất là đợi phim lậu hoặc chiếu trên Netflix để coi thì hơn. Vậy thì mâu thuẫn đó là gì? Tại sao mọi người lại đồn thổi Trần Tử Đan sẽ làm phim bị cấm chiếu ở Việt Nam? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay đây các bạn nhé! Được biết rằng, Trần Tử Đan là một nam diễn viên võ thuật nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông do có mẹ là nữ danh sư Thái Cực Quyền Mạch Bảo Thiền. Trần Tử Đan bộc lộ đam mê võ thuật từ lúc còn đi học đến độ lơ là để mẹ anh phải đưa anh về Quảng Đông do lo sợ tham gia vào các băng nhóm. Đây có lẽ là khiếu bẩm sinh để có thể phát triển trên con đường sự nghiệp sau này. Nam diễn viên tham gia vào nhiều các bộ phim võ thuật nói chung, bỏ túi cho bản thân nhiều tác phẩm kinh điển, phải kể đến như Tiêu Diệt Nhân Chứng, Long Hổ 2 hay vai phản diện trong Tân Long Môn Khách Sạn. Các bộ phim giúp cho Trần Tử Đan dần khẳng định vị thế trên thị trường điện ảnh Hồng Kông. Thế nhưng, nhắc đến anh mà không kể đến Diệp Vấn thì đó là một thiếu sót vô cùng lớn. Diệp Vấn được dàn dựng dựa trên cuộc đời của vị võ sư Trung Quốc cùng tên, phim miêu tả lại cuộc đời võ thuật của ông. Trong đó, Trần Tử Đan chính là người tham gia vai chính. Tác phẩm thành công đến nỗi, doanh thu làm cho nhà sản xuất tự tin cho phần 2, phần 3 và phần 4 sẽ được hoàn thiện trong tương lai. Và tôi thấy rằng hình tượng Trần Tử Đan cũng được đóng đinh với nhân vật này trở nên phổ biến đối với thị trường châu Á. Tại Việt Nam, bộ phim cũng được cày liên tục trong một thời gian dài và các video được đăng tải trên YouTube đều sở hữu vài triệu lượt xem. Đây được xem là một tượng đài dòng phim võ thuật của Hồng Kông và là bộ phim xuất sắc của thị trường châu Á, được nhiều lời khen ngợi từ báo giới phương Tây. Riêng chi phí cắt xe cho phần cuối đã giúp anh ngang hàng cùng với Thành Long. Và cũng như nhiều ngôi sao võ thuật khác như Lý Liên Kiệt, bản thân nam diễn viên cũng khá thành công với tư cách là một ngôi sao võ thuật người châu Á trên thị trường Hollywood khi góp mặt trong nhiều tác phẩm của nơi đây. Một số bộ phim có sự tham gia của anh như là Điệp Viên 3X, Phản Đòn hay Trong Hoa Mộc Lan bản truyền thể với sự tham gia của Lưu Diệc Phi. Đặc biệt nhất là thông tin gần đây, việc anh cũng được mời tham gia vai phụ trong tác phẩm John Wick phần thứ 4. John Wick là loạt phim ăn khách chủ đề giả tưởng thuộc thể loại hành động giật gân của Mỹ với sự tham gia của Keanu Reeves trong vai chính là một sát thủ làm thuê đã gác kiếm cho đến dính vào nhiều phi vụ của thế giới ngầm. Bộ phim đang trong đà thành công khi có tín hiệu tăng về mặt doanh thu và chỉ riêng phần 3 đã ghi nhận một cột mốc mới với gần 328 triệu đô la Mỹ kim phòng vé trên toàn thế giới. Ở phần này, theo một nguồn tin thì anh sẽ vào vai nhân vật Ken, một người bạn cũ của John Wick, một người có tiểu sử phức tạp nhưng có nhiều nét tương đồng với nhân vật chính của bộ phim. Thế nhưng, trên chia sẻ cùng với QQ, phía nhà sản xuất đã bị lên án về việc có thái độ khinh thường với người châu Á trong phần thứ 4 cũng như Trần Tử Đan yêu cầu phải thay đổi kịch bản cho nhân vật của anh. Cụ thể, theo chia sẻ của tờ QQ của nam diễn viên, anh cực kỳ bức xúc trong việc những tiểu tiết như tên gọi nhân vật hay phong cách xây dựng về người châu Á luôn một màu. Anh nói, những cái tên được chọn đầu tiên là Sang hoặc Trang. Tại sao các nhân vật châu Á thường bị đặt như vậy? Tại sao anh ấy không thể có một cái tên bình thường? Tại sao nó luôn phải có yếu tố nguồn gốc ở trong đó? Và về trang phục, họ một lần nữa chọn áo cổ tàu. Sao lại phải định dạng gốc gác? Đây là phim thuộc thương hiệu John Wick, mọi người thường được xây dựng thật ngầu và thời trang. Vậy tại sao nhân vật của tôi lại không được như vậy? Đây là một chủ đề khá được quan tâm về người châu Á thường lép vế và bị khinh bỉ trong thị trường phim Hollywood. Đến đại hoa như Trương Tử Di hay Phạm Băng Băng khi ra ngoài quốc tế cũng chỉ được giao các vai phụ ít đắt diễn. Thậm chí nhiều người Trung Quốc còn cảm thấy các nhà làm phim Hollywood như đang cố nhồi nhét nhân vật từ đất nước của họ, đơn giản là phục vụ cho doanh thu của bộ phim chứ không hề chú trọng phát triển nhân vật sao cho có chiều sâu. Chính điều này mà Trương Tử Di lựa chọn Trung Quốc là nơi phát triển sự nghiệp và ít khi đóng phim thị trường Hollywood hơn. Về phía đạo diễn của bộ phim, họ cũng đã lắng nghe chia sẻ của anh và sửa lại tính cách thông tin của nhân vật. Sau đó, hình tượng Ken, theo nguồn tin, được xây dựng dựa trên hình ảnh của cố diễn viên Lý Tiểu Long và bản thân anh chia sẻ cũng đã nhận được nhiều tôn trọng, niềm vui sau khi làm việc cùng với đoàn phim. Đây cũng không phải lần đầu tiên Trần Tử Đan có sự tức giận về kịch bản của các đạo diễn Hollywood dành cho châu Á. Trước đó, khi đóng cho Rogue One thuộc thương hiệu Star Wars, anh cũng đã yêu cầu thay đổi nhân vật để sao cho có khác biệt, không đi theo lối mòn là các vị võ sư Trung Hoa điển hình nghiêm nghị mà Hollywood đang đóng khung trong nhiều năm. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về sự kiện của Tòa án Quốc tế được thành lập theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 liên quan đến yêu sách đường lưỡi bò của người anh em hàng xóm. Tóm tắt lại, phía Philippines cho rằng bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn được công bố từ phía Trung Quốc là hoàn toàn bất hợp pháp và đã khởi kiện để làm rõ mọi chuyện. Tất nhiên, sự thật thì không thể chối cãi bởi vì sau 3 năm đấu tranh với phán quyết hơn 500 trang, phía Trung Quốc hoàn toàn thua cuộc và bị bãi bỏ chính sách phi lý ở Biển Đông nói chung.
Tuy nhiên, người dân Trung Quốc lại không đồng ý quyết định này và một làn sóng sao Hoa ngữ đã chia sẻ lại đường lưỡi bò 9 đoạn trên Weibo cá nhân của họ muốn khẳng định tinh thần yêu nước, tư tưởng độc quyền ở Biển Đông của nước nhà. Một loạt các diễn viên có liên quan đến phải kể đến như là Thành Long hay Lưu Dược Phi. Ngoài ra, nhắc về câu chuyện này, nữ diễn viên Dương Tử chính là người được quan tâm nhiều nhất vì mặc dù đa số các sao Hoa ngữ đều chia sẻ ảnh trên trang Weibo cá nhân cùng tiêu đề Đất Trung Quốc, một tấc cũng không thể thiếu. Ngược lại, Dì Tử, cái tên mà anti-fan đặt cho cô, lại còn trịnh trọng tặng thêm một đoạn nữa viết rằng xâm phạm Trung Quốc, xa mấy cũng giết. Nằm trong số những người chia sẻ thì Trần Tử Đàn cũng được gọi tên khi anh cũng đăng lại hình ảnh trên trang cá nhân để đồng tình cùng với cư dân mạng Trung Quốc. Đây là một hành động như hắt nước bẩn vào hình ảnh các nam diễn viên tại nhiều quốc gia nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Các việc chia sẻ thực sự gây phẫn nộ lớn bởi vì đường lưỡi bò cũng xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền biển đảo ở Việt Nam. Vì thế, một lượng lớn khán giả đã kịch liệt phản đối sự xuất hiện của những người chia sẻ bản đồ sai lệch này và nam diễn viên cũng xứng đáng được liệt kê cùng. Điển hình là các tác phẩm của anh, bao gồm Diệp Vân 4, một bộ phim võ thuật được yêu thích, có lượng người theo dõi hùng hậu ngay tại Việt Nam đã không được chiếu do sự phản đối từ công chúng và lòng yêu nước của người dân được đặt lên hàng đầu. Việc chia sẻ với bản thân anh là một người Trung Quốc thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng đại diện là người Việt Nam thì việc không chiếu các tác phẩm của Trần Tử Đan đóng chính là một quyết định hoàn toàn chính xác vì đó là bảo vệ hình ảnh và thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền. Trong bộ phim sắp tới là John Wick 4, không biết liệu với sự xuất hiện của Trần Tử Đan thì tác phẩm có thể chiếu ở rạp Việt Nam hay không? Hay sẽ theo con đường của Diệp Vân 4, không được công chiếu? Bộ phim vốn được ấn định ra rạp vào ngày 27 tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, vì vấn đề dịch bệnh nên đoàn làm phim đã rời vào ngày 24 tháng 3 năm nay và vẫn chưa có công bố chính thức về việc chiếu phim tại Việt Nam. Tổng kết lại thì Trần Tử Đan tuy có tài năng và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nhưng việc chia sẻ đường lưỡi bò là một hành vi phải lên án với tư cách là đất nước phản đối đoạn chín lưỡi. Nếu John Wick không được chiếu ở cụm rạp Việt Nam thì đây là một điều hoàn toàn dễ hiểu và cũng thể hiện tinh thần tôn trọng chủ quyền biển đảo ở Việt Nam. Còn về định kiến người châu Á trên thị trường Hollywood, những suy nghĩ này đã tồn tại rất nhiều năm, thậm chí là vẫn được áp dụng rộng rãi. Nói cho cùng, những chia sẻ của Trần Tử Đan là không hề sai và điều này đang góp phần xây dựng lại hình ảnh của diễn viên châu Á, chủ yếu là người Đông Nam Á và Đông Á. Đến đây thì video của chúng mình đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!